Sáng ngày 30 tháng 1, tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân Phan Thị Thanh Tâm chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân Luis Araneta Marcos. Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống và phu nhân đến Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân ra tận cửa xe đón, chào mừng Tổng thống dẫn đầu đoàn cấp cao Philippines thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. bước lên bục danh dự quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Thể hiện sự coi trọng chuyến thăm, trong nghi thức lễ đón, Việt Nam bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Marcos và phu nhân thăm Việt Nam. Sau khi nghe quốc thiều hai nước, Tổng thống và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước hội đàm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới. Ghi nhận từ Thông tấn xã Việt Nam, nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 29 tới ngày 30 tháng 1. Nhân dịp này, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Menando Los Banos Montelegri đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa chuyến thăm và triển vọng quan hệ song phương. Đại sứ Philippines tại Việt Nam cho hay năm nay là kỷ niệm 48 năm Việt Nam-Philippines thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm tới sẽ kỷ niệm một dấu mốc quan trọng khác, đó là 50 năm hai nước thiết lập quan hệ. Trước đó, hai nước sẽ kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Trong hơn 4 thập kỷ qua, mối quan hệ đối tác và hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Philippines đã phát triển rất tốt đẹp, thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao của nguyên thủ và lãnh đạo hai nước. Trong đó, có chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Philippines đến Việt Nam. Trước đó, hai nước cũng đã có nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp bộ trưởng và các quan chức, như tại kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Philippines vào tháng 8 năm 2023. Hai bên đã thống nhất triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Ủy ban hỗn hợp về các vấn đề biển và đại dương, Tiểu ban hỗn hợp thương mại, nhóm công tác chung trong lĩnh vực nông nghiệp, nhóm công tác chung trong lĩnh vực thủy sản, v.v. Hai bên thống nhất xúc tiến xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2025-2030, tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ đô la Mỹ. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như nông nghiệp, văn hóa, du lịch, giáo dục, giao thông vận tải, khoa học công nghệ, môi trường, giao lưu nhân dân, v.v. Nhất trí tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại ASEAN và Liên Hợp Quốc. Nhìn chung, hai nước có mối quan hệ hợp tác rất tích cực và tốt đẹp. Bà cho hay, Philippines sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam để đóng góp lâu dài cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Philippines. Theo đó, Đại sứ Philippines muốn chuyển lời cảm ơn của Chính phủ Philippines tới Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có lời mời Tổng thống Ferdinand Marcos thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Đây là một cột mốc trong quan hệ song phương Philippines-Việt Nam và sẽ đóng góp vào việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước. Trên thực tế, Tổng thống Marcos đã từng gặp gỡ một số quan chức của Việt Nam, nhưng đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông đến Việt Nam. Và chuyến thăm này sẽ giúp gắn bó mật thiết hơn nữa mối quan hệ giữa Tổng thống với các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam. Chuyến thăm cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và đối tác giữa hai nước mà cha của Tổng thống, tức là cựu Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã góp phần thiết lập mối quan hệ song phương năm 1976. Theo Đại sứ Philippines tại Việt Nam, có thể nói chuyến thăm lần này là cột mốc quan trọng, sẽ mở ra rất nhiều cơ hội để hai nước làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó hữu nghị vững chắc. Dù chưa thể tiết lộ những thỏa thuận sẽ đạt được, nhưng những thỏa thuận này đã được các cơ quan khác nhau của hai bên tích cực thảo luận và chắc chắn hai nước sẽ hướng đến mối quan hệ hợp tác và đối tác gắn kết chặt chẽ hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình và sự thịnh vượng của khu vực. Những năm qua, hai bên đã tổ chức rất nhiều cuộc tham vấn về các vấn đề quan trọng như chính trị, kinh tế và ngoại giao nhân dân. Tất cả những lĩnh vực này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. là một cột mốc trong quan hệ song phương Philippines-Việt Nam, sẽ đóng góp vào việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước. Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976, quan hệ hợp tác tốt đẹp và thực chất của Việt Nam và Philippines đã được vun đắp trên cơ sở hữu nghị bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước. Nhận thức về một cấu trúc chính trị, kinh tế và an ninh khu vực đang định hình, những tác động mạnh mẽ từ nền kinh tế thế giới đang ngày càng toàn cầu hóa và phụ thuộc lẫn nhau, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Việt Nam và Philippines
đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đưa Việt Nam trở thành đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong ASEAN cũng như quan hệ song phương lên tầm cao mới, phát huy các lợi thế phục vụ cho sự phát triển chung, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực. Từ đó đến nay, quan hệ Việt Nam-Philippines đã không ngừng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đang tích cực thực hiện chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines giai đoạn 2019-2024 và biên bản thỏa thuận của kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Philippines vào tháng 8 năm 2023. Quan hệ chính trị tiếp tục được tăng cường, nhất là các cuộc tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên, hợp tác quốc phòng an ninh, hợp tác biển ngày càng được Việt Nam và Philippines củng cố, mở rộng phạm vi để phù hợp với mối quan tâm của hai nước trong tình hình mới. Hợp tác kinh tế phát triển tích cực với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 7,8 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022, đạt 7,1 tỷ đô la Mỹ tính đến hết tháng 11 năm 2023. Philippines là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Việt Nam trên thế giới và thứ 6 trong ASEAN, là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của nước ta. Philippines hiện đang có hơn 90 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký là khoảng 608 triệu đô la Mỹ. Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục đào tạo, lao động, nông ngư nghiệp, thủy sản được hai nước triển khai tích cực. Việt Nam và Philippines thường xuyên phối hợp lập trường chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Có thể khẳng định, trong suốt gần 5 thập niên qua, cho dù tình hình thế giới và khu vực có những biến chuyển nhanh chóng, phức tạp, song Việt Nam và Philippines vẫn là bạn bè tốt, đối tác tốt của nhau. Đà phát triển thuận lợi của mối quan hệ hữu nghị, thiện chí và tin cậy lẫn nhau cùng những kinh nghiệm phong phú trong gần nửa thế kỷ qua chính là tiền đề vững chắc để làm sâu sắc hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Philippines trên cả bình diện song phương lẫn đa phương trong thời gian tới. Với niềm tin chắc chắn ấy, chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Zia và phu nhân được kỳ vọng sẽ tạo một dấu mốc mới trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác song phương thực chất, hiệu quả hơn nữa trên tất cả lĩnh vực, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác, thịnh vượng trong khu vực.